Xin chào tất cả các bạn nha. Chơi, mình là Lady Gaming đây. Thì dạo gần đây mình cũng khá là rảnh, cho nên là mình lướt trên mạng để mà tìm kiếm một cái shader nào đó đẹp đẹp để cho các bạn chơi, đặc biệt là cho các bạn nào mà máy yếu đó. Kiểu như là kiếm cái shader nào nó đẹp và nó nhẹ để mà sâu cho các bạn, để mà các bạn tải về để mà trải nghiệm đó mà. Rồi, thì dù sao thì mình cũng đã kiếm được một cái shader rồi các bạn. Thì cái shader này nó khá là nhẹ các bạn. Nó chỉ rơi vào khoảng gần 60 KB thôi các bạn. Đấy, 60 KB đấy, quá nhẹ luôn. Và mình thấy là video giới thiệu của người ta nó cũng khá là đẹp các bạn. Và hôm nay mình sẽ nói chung là review cùng với các bạn xem là cái shader nó như thế nào nha. Không biết là cái shader này có nên cài hay không, nó có đẹp hay không. Và nếu như các bạn cảm thấy đẹp hay là muốn cài thì mình có để link ở dưới mô tả nha. Và các bạn nào mà chưa biết cách cài shader ấy thì mình cũng có để link dưới mô tả, các bạn muốn xem cách cài thì xuống phần mô tả cho mình nhá. Rồi, và trước khi bắt đầu vào video, nếu các bạn cảm thấy video này thì hay thì nhớ cho một like, share video cũng như là đăng ký kênh và ấn cái chuông thông báo bên tay phải nha. Rồi, giờ mình sẽ bắt đầu tạo một cái thế giới thôi các bạn ơi. Trời, tạo khá là nhiều thế giới rồi để mà mỗi thế giới mình review một cái shader đó, cho nên là tạo quá nhiều luôn. Ok, bảo có cái tài nguyên đây, 0.07 MB, thì có nghĩa là nếu mà các bạn giải nén ra thì nó rơi vào khoảng 70 KB các bạn. Rồi, cài vào nhá. Ok, tạo luôn này. Từ từ vào trong shader rồi xem lại nó như thế nào nhá. Trời ơi, vào game rồi các bạn ơi. Trời, quay mượt thực sự các bạn. Quay, các bạn có nhìn thấy này, cây nó rung rinh nhìn rõ luôn này. Trời, mượt vãi. Quay, máy mình công nhận là khá là lắc, nhưng mà khi mình trải nghiệm cái shader này mình thấy khá là đẹp các bạn. Đẹp vãi luôn ấy. Wow, kiểu như là ánh sáng nó rất là đẹp các bạn, nó rất là sáng, rất là đều á. Xôi, mình không ngờ là cái shader này nó chỉ rơi vào khoảng 50 KB luôn các bạn ơi. Để mình kiếm cái hồ nước nè. Nghe nói là người ta họ review cái hồ nước đẹp lắm các bạn. Đợi tí nhá, kiếm hồ nước đã. Oh my god. Trời. Đợi tí. Bị chìm. Từ từ. Rồi. Ông đền. Wow, các bạn nhìn này, trời ơi, nước này các bạn, trời ơi, đẹp không chịu nổi luôn các bạn. Uầy, mà hình như là mình đang để ở cấu hình thấp luôn ấy, mà nó nhìn rõ nước luôn các bạn. Wow, các bạn mà bật cấu hình cao lên, trời ơi, nó đẹp không thể chịu được luôn ấy. Rồi, rất là đẹp các bạn. Ok, giờ mình sẽ làm một cái video ngắn để mà trải nghiệm nhanh cái shader này nha các bạn. Và các bạn muốn tải shader này thì nhớ xuống phần mô tả nha các bạn ơi. Mình có để link dưới mô tả nha. Rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Và các bạn nhớ like video cũng như là đăng ký kênh để mà ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.